Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn là chiếc Honda RX 2024 mới về hôm qua. Và hôm nay thì mình mới có thời gian để quay và chia sẻ cho các bạn những cái hình ảnh về chiếc RX mới nhất này. Đây là phiên bản đặc biệt các bạn ạ. Các bạn có thể hiểu đơn giản nó là phiên bản vành lăn hoa, phanh đĩa và màu sơn của nó sẽ là màu sơn nhám. Như anh em gọi là màu sơn sần ấy. Thì ở bản 2024 này thì nó cũng không có quá nhiều điểm thay đổi các bạn ạ. Hầu hết tất cả những dòng xe của Honda mà mình thấy ở những cái phiên bản sản xuất để bán cho năm 2024 ấy, thì đều không thấy có sự nâng cấp về mặt động cơ hay là công nghệ. Đa phần là chỉ có thay đổi một chút về tem và nhiều khi là còn cắt giảm bớt đi các bạn ạ. Ở năm 2024 thì RX vẫn có 3 phiên bản. Các bạn có thể hiểu đơn giản là phiên bản vành lan hoa, phanh cơ, đấy là phiên bản rẻ tiền nhất. Sau đó thì lên đến phiên bản đặc biệt như trước mặt các bạn là phiên bản vành lan hoa, phanh đĩa. Và cuối cùng là phiên bản vành đúc, phanh đĩa, thì đấy là phiên bản đắt tiền nhất. Ngay khi những cái phiên bản mới nhất đấy về mà nó đủ tất cả các màu sắc cũng như là các cái phiên bản về vành thì mình sẽ quay và chia sẻ cho các bạn nhé. Còn những bạn nào mà quan tâm đến dòng xe này và muốn xem những cái mẫu của năm 2023 thì mình cũng vừa làm video rồi, mình để ở góc màn hình nhé. Rất là tiếc vì chiếc RX màu đen bản 2023 đã bán hết rồi, nên là mình không có xe để đặt cạnh nhau so sánh cho các bạn để các bạn thấy dễ hình dung hơn, cũng như là các bạn nhận ra những cái điểm khác biệt giữa phiên bản 2023 và bản 2024. Tất nhiên là khi những cái phiên bản khác về thì mình sẽ làm một cái video so sánh chi tiết cho những bạn nào quan tâm về cái dòng xe này nhé. Còn chiếc RX này thì thời điểm hiện tại là đầu tháng 12 năm 2023 thì cái giá bán của nó thì mình nghĩ là nó cũng chẳng có gì thay đổi đâu, bởi vì mà mình thấy nó không có nâng cấp gì mà. Các bạn sẽ cần bỏ ra khoảng độ 24 triệu đồng để sở hữu phiên bản vành lan hoa, phanh đĩa. Mình vừa quay một vòng quanh chiếc xe này thì các bạn cũng có thể thấy là về cái tổng thể form thiết kế thì nó vẫn tương tự gần như là phiên bản 2023. Tuy nhiên thì khi mà nhìn gần vào thì các bạn cũng có thể nó thay đổi một chút về những cái đường nét, về những cái phần yếm thiết kế hay là về những cái phần đèn như thế này. Đấy, ban ngày thì với cả đây là chiếc xe mới cho nên là mình cũng chưa lắp bình ắc quy. Còn về hệ thống giảm xóc này hay là màu sơn của Mayer hay là phanh phía trước thì vẫn tương tự như vậy các bạn ạ. Phần bên trái của xe thì sẽ có những cái tem dán ở đây thôi. Tất cả những cái tem của chiếc RX bản đặc biệt này thì đều là tem dán. Tất nhiên là nó cũng sẽ xen kẽ thêm những cái phần sơn màu, sơn bóng ấy các bạn. Vì chiếc xe này là như mình có nói nó là màu sơn nhám à. Đây là cái gương của nó thì mình chưa có lắp vào. Đây là phần tem phía sau. Những bạn nào không thích thì hoàn toàn có thể bóc đi. Chúng ta chỉ để một màu sơn không, hoặc là các bạn độ lên những cái tem mà các bạn thích. Giảm xóc sau thì cũng sơn màu nhũ bạc. Cái hộp xích này thì sẽ sơn màu đen bóng, còn lốc máy hai bên thì sẽ sơn màu đen nhám. Cho những anh em nào chưa biết ấy, thì chiếc RX này là chiếc xe số giá rẻ, được trang bị hệ thống phun xăng điện tử. Và cái dung tích xi nhan của nó thì cũng chỉ có 110cc thôi. Chính xác ấy thì là 109,2cm3. Và với cái động cơ 110 trang bị hệ thống phun xăng điện tử thì cái nhãn tiêu thụ năng lượng lý thuyết của nó sẽ là 1,56 lít trên 100km các bạn ạ. Tất nhiên thì đây chỉ là nhãn năng lượng lý thuyết thôi. Mình có so sánh với bản 2023 thì bản 2023 đang tiêu thụ nhiều hơn là 1,7 lít các bạn ạ. Thì tất nhiên là như mình có nói thì mình sẽ đặt hai chiếc cạnh nhau để mình so sánh ở video sau. Còn lại thì các bạn cùng nhìn tổng thể cái chiếc xe này, mình chỉ quay qua ở trong video này thôi. Bởi vì là cái chiếc xe RX này ấy, thì mình thấy là nó bán khá là chậm, nếu như mà không muốn nói là ế. Bởi vì mình thấy cái dòng này nó khá là kén người đi. Về phần bên phải này thì các bạn cũng có thể thấy được rằng là các cái tem dán hay là màu sơn hay là yếm thì không khác gì so với phần bên trái nhé. Có một cái điểm các bạn ơi, cái bô của nó đã thay đổi rồi này. Về cái kiểu dáng cái bô của nó đã thay đổi. Và ở đây thì cái ốp bô thay vì là ốp bô inox thì là đã thành một cái ốp bô nhựa này. Các bạn cũng có thể nghĩ hiểu đơn giản là mình nghĩ là thằng Honda nó đã cắt giảm đi rồi các bạn ạ. Cái bô thì các bạn cũng nhìn nó khác nhá. Thì mình sẽ để cái hình ảnh của cái bô của bản 2023 các bạn cùng nhìn qua. Đây là cần đạp khởi động này, đây là phanh sau, đây là chỗ đổ dầu, đấy, đây là lốc máy ở bên phải. Và chiếc xe này thì mình chưa lắp dàn để chân cho nên là các bạn sẽ thấy nó hơi trống một chút. Về hệ thống khóa thì cũng không có gì nâng cấp, cũng không có gì thay đổi rồi, vẫn là khóa thường, chìa khóa như thế này. Và chúng ta sẽ mở cốp ở ngay ổ khóa này, các bạn sẽ vặn lên nấc xít để rồi ấn ổ khóa vào là chúng ta có thể mở cốp được, thay vì là phải rút chìa khóa ra cắm ra phía sau để vặn như là của chiếc Alpha hoặc là Blade các bạn ạ. Cốp đựng đồ của nó thì vẫn vậy thôi, vẫn như thế, và nó sẽ hơi rộng hơn cốp của Alpha một chút. Bình ắc quy thì sẽ lắp luôn ở đây các bạn nhé. Và các bạn cũng có thể thấy luôn được rằng là tất cả những dòng xe của bản 2024 nó đã bỏ cái bộ đồ nghề theo xe rồi. Tất nhiên thì nó cũng chỉ có vài cái cà lê tô vít này là đầu xoáy buji thôi, nhưng mà những cái nào nó cắt giảm đi thì mình vẫn muốn chia sẻ với các bạn nhé.
Hình như là mình có mình tài liệu thì bên Honda họ vẫn chưa gửi về cho mình, cho nên là mình chưa có cái thông số chính xác, nhưng mà mình thấy rằng là cái thể tích bình xăng này là nó nhiều hơn một chút, chính xác là 4,1 lít thay vì là 4 lít như bản 2023. Các bạn thấy ký yên thì cũng không có gì đặc biệt đâu. Và tất nhiên là cái màn hình đồng hồ của chiếc Rally này cũng tương tự như vậy thôi. Nó chỉ có những cái đèn báo xung quanh và cái đồng hồ công tơ mét, hay là đèn, hay là đồng hồ bình đo cái bình xăng, công tắc này, pha cốt này, còi này, xi nhan này. Không có công tắc tắt đèn, chắc chắn là các bạn biết điều này rồi. Dòng xe của Honda thì nó đã bỏ công tắc tắt đèn từ rất là lâu. Đây là nút đèn và đây là tay phanh phía trước. Bạn nào mà muốn đọc những cái thông tin cơ bản thì ở đây nó cũng có dán một cái tem ở đây. Ví dụ như là ghi là năm sản xuất này, thể tích làm việc này, hay là cân nặng. Cân nặng của chiếc xe này thì mình thấy nó nhẹ hơn bản 2023 là 97 kg. Còn lại thì cái chiều cao yên của nó vẫn là 760mm các bạn ạ. Đèn của nó thì không có gì thay đổi rồi, vẫn là bóng đèn sợi đốt thôi. Đó là vài cái thông tin cơ bản mà mình muốn chia sẻ với các bạn ở trong cái video nói về chiếc RX ngày hôm nay. Còn ở trong video sau thì mình sẽ so sánh chi tiết giữa phiên bản 2023 và bản 2024 cho những anh em nào quan tâm đến dòng RX này nhé. Còn video này của mình xin phép được tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Ok.